Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin quốc tế trên kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi khám phá những tin tức thế giới nóng hổi và mới nhất ngay sau đây. Bão cuồng phong Oscar đổ bộ Cuba với sức gió 130 km/h có thể gây ra lũ quét lớn, sạt lở đất đá. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho hay, tâm bão Oscar đổ bộ vào tỉnh Guantanamo của Cuba gần thành phố Baracoa vào tối ngày 20 tháng 10. Sức gió duy trì mạnh nhất của cơn bão cuồng phong cấp 1 Oscar khi đổ bộ vào Cuba lên tới 130 km/h. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, do ảnh hưởng của bão Oscar, lượng mưa dự kiến từ 130 đến 250 mm sẽ được ghi nhận khắp miền đông Cuba tới hết ngày 22 tháng 10, với một số khu vực có thể mưa to tới 380 mm. Vài giờ trước đó, bão Oscar đổ bộ lần thứ nhất vào vùng đông nam Bahamas. Các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão dự kiến bão Oscar sẽ yếu đi sau khi đổ bộ Cuba nhưng vẫn duy trì cường độ bão nhiệt đới khi di chuyển về phía bắc Cuba cuối ngày 21 tháng 10. Dự báo, cơn bão mới nhất trong mùa bão 2024 sẽ đi qua Trung Bahamas vào ngày 22 tháng 10. Tin bão mới nhất của USA Today cũng lưu ý bão Oscar đổ bộ Cuba khi hàng triệu người trên khắp hòn đảo trong tình trạng mất điện. Lưới điện của Cuba gặp sự cố ngày 20 tháng 10, lần thứ tư trong vòng 48 giờ. Theo Reuters, Cuba mất điện lần đầu vào chiều ngày 18 tháng 10, khi nhà máy điện lớn nhất của hòn đảo ngừng hoạt động. Sau đó, lưới điện lại bị sập vào sáng ngày 19 tháng 10. Cuba đã đạt được những bước tiến trong khôi phục lưới điện trước khi tiếp tục xảy ra sự cố mất điện lần thứ ba vào tối ngày 19 tháng 10. Cuba đã cho các trường học nghỉ tới ngày 23 tháng 10 để phòng ngừa ảnh hưởng của bão Oscar cũng như do mất điện. Các nhà dự báo của AccuWeather từng lo ngại bão Oscar có thể mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 2. John Butter, nhà khí tượng học của trường AccuWeather cảnh báo, mưa lớn rơi xuống địa hình dốc ở đông nam Cuba làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về lũ quét lớn cũng như sạt lở đất đá. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở một số khu vực đông nam Cuba nếu cơn bão Oscar mạnh hơn đi qua hoặc thậm chí đổ bộ vào Cuba. Những tác động của cơn bão với Cuba là vô cùng đáng lo ngại vì cuộc khủng hoảng điện đang diễn ra ở Cuba. Việc thêm một cơn bão đổ bộ trong bối cảnh mất điện hiện tại có thể khiến tác động của cơn bão tồi tệ hơn nhiều, gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng con người và dẫn đến những thách thức trong việc chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau tác động của cơn bão, ông nói thêm. Oscar là cơn bão cuồng phong số 10 trong mùa bão 2024, đánh dấu lần thứ 10 trong sách kỷ lục về một mùa bão Đại Tây Dương có thể tạo ra nhiều cơn bão cuồng phong như vậy. Theo chuyên gia về bão Phil Klotbach, Đại học bang Colorado, Mỹ. Theo Fox News, bão Oscar tăng cấp nhanh, gây sốc cho các nhà dự báo bão. Ngày 18 tháng 10, Oscar là vùng áp thấp dường như không có khả năng mạnh lên. Tới 19 tháng 10, Oscar tăng cấp thần tốc, không có một mô hình dự báo máy tính nào dự đoán được sự phát triển đột ngột của bão Oscar. Cảnh báo bão được vội vã ban bố cho Đông Nam Bahamas, quần đảo Turks và Caicos. Bão tăng cấp thần tốc là cực kỳ bất thường nhưng từng xảy ra như bão Humberto năm 2007. Humberto, từ một vùng áp thấp nhiệt đới, mạnh lên thành bão cuồng phong trong một ngày, ngay ngoài khơi bờ biển Texas, lập kỷ lục về tăng cường độ và sức mạnh. Thêm một cơn bão thần tốc gây choáng váng về cường độ kỷ lục. Thưa quý vị, những cơn bão bất ngờ là cực kỳ bất thường, nhưng đôi khi chúng vẫn xảy ra. Bão Humberto năm 2007 là một ví dụ. Nó mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới thành một cơn bão trong một ngày ngay ngoài khơi biển Texas, Mỹ, lập kỷ lục về sự phát triển và cường độ nhanh chóng. Theo Fox Weather, lịch sử này đã lặp lại hôm 19 tháng 10. Cụ thể, từ ngày 18 tháng 10, một nhiễu động nhiệt đới có vẻ không có khả năng phát triển, nhưng đến ngày 19 tháng 10, nó đã là một cơn bão mạnh lên nhanh chóng. Không có mô hình dự báo máy tính nào dự đoán được sự phát triển đột ngột của bão Oscar. Cảnh báo bão được ban hành vội vàng cho vùng đông nam Bahamas của quần đảo Turks và Caicos. Oscar là một cơn bão nhỏ, gây ra thách thức đáng kể về dự báo. Những cơn bão nhỏ này có thể nhanh chóng hình thành, nhưng chúng cũng có thể tan nhanh nếu gặp phải gió tầng cao hung dữ. Gió bão chỉ kéo dài khoảng 10 km từ tâm bão ở phía bắc và phía đông của hoàn lưu. Vì vậy, tác động đáng kể nhất của Oscar sẽ chỉ xảy ra trên một khu vực rất nhỏ. Những cơn gió giật mạnh kéo dài khoảng 40 km. Có vẻ như tâm bão Oscar sẽ đi qua hoặc xuyên qua quần đảo Turks và Caicos vào chiều tối nay. Có khả năng tâm bão sẽ tác động trực tiếp đến một hoặc nhiều hòn đảo đó.
bão Oscar nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 1 trong tháng bão 5 cấp Saffir-Simpson và đã hình thành mắt bão, dấu hiệu cho thấy cường độ sẽ tiếp tục tăng, có thể mạnh lên ít nhất đến bão cấp 2. Bão Oscar dự kiến sẽ trôi về phía bờ biển đông bắc của Cuba trước khi gió mạnh trên tầng cao bắt đầu gây thiệt hại. Cơn bão suy yếu sẽ di chuyển về phía bắc và tan vào giữa tuần tới. Bão Oscar không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ. Bão Humberto năm 2007, nó mạnh lên từ một vùng áp thấp nhiệt đới thành một cơn bão chỉ trong một ngày, ngay ngoài khơi bờ biển phía trên của Texas, lập kỷ lục về sự phát triển và cường độ nhanh chóng. Oscar có vẻ sẽ phá vỡ kỷ lục của Humberto nhiều giờ sau khi dữ liệu phân tích cẩn thận. Humberto cũng là một cơn bão nhỏ đã tận dụng một túi khí quyển rất thuận lợi cho sự phát triển. Oscar là cơn bão cuồng phong thứ 10 trong mùa bão năm 2024 đầy biến động, đánh dấu lần thứ 10 trong sách kỷ lục mà một mùa bão tạo ra nhiều cơn bão cuồng phong như vậy. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng một cơn bão cuồng phong khác sẽ không hình thành trong mùa bão này. Bão nhiệt đới Nadine đã đổ bộ vào đất liền ngày 19 tháng 10 tại Belize, nhưng vẫn duy trì cấp độ bão nhiệt đới trên khắp nửa phía bắc của Belize và bán đảo Yucatan của Mexico. Mưa lớn có thể gây ra lũ lụt và có thể xảy ra lở đất ở miền nam Mexico cùng các khu vực xung quanh Trung Mỹ. Hoàn lưu của bão Nadine dự kiến tan vào ngày mai, nhưng mối đe dọa mưa vẫn tiếp tục. Các nhà dự báo bão cho hay, vùng nhiệt đới dự kiến sẽ dịu đi sau khi các cơn bão hiện tại biến mất, ít nhất là cho đến hết lễ Halloween ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, những cơn bão tiếp theo có thể xuất hiện vào tháng 11. Diễn biến hai đợt không khí lạnh, Biển Đông khả năng sắp có áp thấp nhiệt đới, bão. Miền Bắc bắt đầu có hai đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ hạ thấp, vùng núi trời rét. Khoảng từ 23 đến 25 tháng 10, trên Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới, bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh những ngày tới. Trong đó, đợt 19 tháng 10, lệch đông không ảnh hưởng đến đất liền, nhưng gây gió mạnh trên Bắc Biển Đông. Đợt 22 tháng 10 có ảnh hưởng đến đất liền, gây mưa và giảm nhiệt độ. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sau, miền Bắc trời chuyển lạnh về đêm và sáng, miền núi trời rét. Gió trên vịnh Bắc Bộ cấp 6, giật cấp 8, mưa vừa, mưa to trên khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, khoảng từ 23 đến 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông, khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới, bão. Dưới đây là nhận định tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước từ 19 đến 25 tháng 10. Khu vực Bắc Bộ, từ 19 đến 22 tháng 10, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ 23 đến 25 tháng 10, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 19 đến 20 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ đêm 20 đến 22 tháng 10, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 23 đến 25 tháng 10, có mưa vài nơi. Riêng phía Nam từ 23 đến 24 tháng 10, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ 19 đến 20 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 20 đến 21 tháng 10, có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 21 đến 24 tháng 10, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ 25 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ 19 đến 22 tháng 10, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ 23 đến 25 tháng 10, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngoài ra, từ 19 đến 25 tháng 10, độ cao sóng có xu hướng tăng ở khắp các vùng biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, độ cao sóng dao động từ 3 đến 5 mét. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển Trung và Nam Trung Bộ, độ cao sóng phổ biến trong khoảng từ 2 đến 4 mét. Các khu vực khác, độ cao sóng dao động nhỏ hơn 2 mét. Đáng lưu ý, khoảng ngày từ 21 đến 22 tháng 10, hình thành một giải hội tụ nhiệt đới ITCZ trên khu vực giữa Biển Đông. Trên ITCZ này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Từ 23 đến 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông có khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới, bão.